Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ là những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự có trong phần nhật ký 141. Chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy, một nữ sinh lo sợ bị phạt nên đã thông chốt 141, sau đó tông trúng một chiến sĩ cảnh sát của Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ. Tối ngày 18 tháng 11, tổ công tác Y10-141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, xử lý vi phạm tại nút giao phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Khu vực này có nhiều tốp thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nhiều trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát 141 gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho tổ công tác. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, một nữ học sinh 16 tuổi trú tại Hoàng Mai điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông theo hướng Trần Nhân Tông, Lê Duẩn qua vị trí tổ công tác Y10-141 đang làm nhiệm vụ. Do chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt nên người này phóng nhanh qua chốt cảnh sát 141 và đâm phải một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Hiện phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin từ phòng cảnh sát giao thông cho biết, tối 18 tháng 11, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 4 vụ việc, bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm một chứa thảo mộc khô nghi cần sa, một xe mô tô nghi xe tang vật, hai biển kiểm soát nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, các tổ hóa trang phát hiện tạm giữ 27 đối tượng có hành vi điều khiển xe nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, xử lý 25 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngày 19 tháng 11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã mời làm việc và trao trả toàn bộ tài sản có trị giá trên 500 triệu đồng cho du khách du lịch là người nước ngoài. Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Trung, sinh năm 1959, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, trình báo việc ông nhặt được một chiếc túi xách màu đen, bên trong có 5.135 đô la Mỹ, 1.180 đô la Hồng Kông, 9.000 nhân dân tệ, 3 thẻ tín dụng, 2 hộ chiếu Trung Quốc và một số đồ dùng cá nhân khác, tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu Việt Nam đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo đội an ninh phối hợp với Công an phường Yên Phụ xác minh tìm chủ sở hữu và mời hai người Trung Quốc bị đánh rơi tài sản đến làm việc và nhận lại tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai cho biết đến Việt Nam để du lịch. Khi đi tham quan chùa Trấn Quốc đã để quên túi sách bên trong có các đồ vật và tài sản như trên. Công an quận Tây Hồ đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho hai du khách Trung Quốc theo quy định. Nhận lại tài sản, hai du khách Trung Quốc đã rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Trung, người đã nhặt được tài sản và đã có hành động đẹp khi giao nộp cho cơ quan công an. Đồng thời, hai du khách cũng đã cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ Công an phường Yên Phụ, Công an quận Tây Hồ đã giúp đỡ họ nhận lại được tài sản một cách nhanh chóng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Đã có 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố. Trong đó, bị can Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định Đỗ Thị Nhàn, với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bị can Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Theo kết luận điều tra, với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết, giao cho người nhà, người thân tín để điều hành và quản lý. Với ngân hàng SCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, bà Trương Mỹ Lan dù không nắm giữ chức vụ tại đây nhưng lại là cổ đông chính, có thời điểm nắm giữ 85% cổ phần. Kết luận điều tra xác định, bà Lan dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình, cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB, vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng. Với các thủ đoạn trên,
Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút ruột 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng 415.000 tỷ đồng. Như tin chúng tôi đã đưa, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ một đối tượng chuyên mặc trang phục shipper, dùng kim cộng lực cắt khóa, đột nhập nhà dân để trộm cắp giữa ban ngày. Điều tra ban đầu cho thấy, với vỏ bọc nhân viên giao hàng, đối tượng đã táo tợn, chọn thời điểm ít ai ngờ tới để có thể phá khóa, đột nhập hàng chục nhà dân nhằm trộm cắp tài sản. Vào đầu tháng 11, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của một người dân ở số 89 cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, Hà Đông về việc gia đình bị một đối tượng mặc áo shipper dùng kim cộng lực cắt phá khóa cửa, đột nhập vào nhà trộm khoảng 3 triệu đồng và một nhẫn vàng Tây trị giá 3 triệu đồng. Xác minh tin báo này, Công an quận Hà Đông nhận thấy trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải các đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đặc điểm giống đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Chúng tôi cũng xác định được đối tượng thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản tại nhiều quận trong thành phố Hà Nội. Thế thì sau khi dựng được cái đặc điểm của đối tượng thì chúng tôi cũng đã báo cáo Công an thành phố và phối hợp với các đồng chí đội 6 phòng PC02 tập trung tổ chức truy bắt đối tượng và kết quả cũng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Khẩn trương rà soát, truy vết đối tượng, đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, Tổ công tác Công an quận Hà Đông và đội 6 phòng PC02, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Bùi Ngọc Sơn, sinh năm 2002, thường trú tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là nhân viên shipper giao hàng tiết kiệm. Trước đó, Sơn từng là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, nhưng đã bảo lưu kết quả từ tháng 9 năm 2023. Tại cơ quan điều tra, Bùi Ngọc Sơn đã khai nhận xuất phát từ việc Sơn bị thua nhiều tiền khi tham gia trò chơi game tài xỉu trên mạng xã hội, nên Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy nạp tiền vào tài khoản game. Để thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản, Sơn mua kìm cộng lực, cờ lê, tô vít, mặc quần áo shipper, đeo khẩu trang và che biển kiểm soát xe máy, hàng ngày đi lang thang trên các địa bàn một số quận trong thành phố Hà Nội, chọn các ngõ nhỏ vắng người, sử dụng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa, đột nhập vào các nhà dân trộm cắp tài sản. Cháu mới nảy sinh mua kìm cộng lực để trong ba lô giao hàng tiết kiệm, thì khi mà cháu phát hiện ra là nhà nào mà có khóa cổng nhưng mà không khóa cửa ấy, thì cháu sẽ bấm chuông. Nếu mà không có ai thì cháu sẽ cắt cái phần tai khóa của cổng để cháu đột nhập vào để ăn trộm. Cháu chọn những căn nhà mà xung quanh là vắng vẻ, thường nữa là vào buổi trưa, khoảng thời gian từ 10 giờ đến 1 giờ. Thường thì lúc đó thì những người ta sẽ đi làm hết rồi. Còn ai mà ở nhà thì người ta sẽ trong thời gian người ta ăn uống và ngủ nghỉ ấy, nên là sẽ ít bị phát hiện hơn. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Sơn thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng. Vụ việc cho thấy đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc nhân viên giao hàng, táo tợn phá khóa, đột nhập nhà dân vào ban ngày là thời điểm ít ai ngờ tới để gây án. Chính vì vậy, mỗi tổ dân phố, hộ gia đình cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là trong dịp cuối năm này. Theo cái quy luật vào các cái dịp cuối năm thì cái loại tội phạm trộm cắp tài sản đột nhập thường sẽ là gia tăng. Chính vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo người dân, thứ nhất là nên sử dụng các cái loại khóa cửa có cái hệ thống báo động khi có cái tác động ngoại lực vào. Thứ hai là cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng các cái hệ thống cửa có chốt và khóa ở bên trong. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với đội 6 phòng PC02, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đấu tranh với Bùi Ngọc Sơn và xác minh người bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội, khai thác mở rộng triệt để vụ án, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm trong dịp cuối năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn xem lại chương trình, quý vị hãy tải app Hà Nội On để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật về an ninh trật tự của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn, các nền tảng số như YouTube, Facebook của Đài Hà Nội để xem lại chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.